thời gian qua liên tiếp các cán bộ quản lý nhà nước bị khởi tố điều tra về hành vi vi phạm pháp luật khiến cho dư luận không khỏi bức xúc mới nhất ông trần văn cường nguyên giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bà rịa vũng tàu đã bị khởi tố để điều tra rõ hơn về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cụ thể ra sao mời quý vị cùng theo dõi trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước các cán bộ đã không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ một số tàu cá còn đang trong giai đoạn thi công chưa hoàn thiện nhưng đã được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá sổ đăng kiểm tàu cá giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Giấy phép khai thác thủy sản dẫn đến ngân sách nhà nước chi hỗ trợ cho ngư dân sai quy định, gây thiệt hại số tiền hơn 15 tỷ đồng. Ngày 26 tháng 4, nguồn tin trên báo Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phối hợp với Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can. Bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Cường, sinh năm 1962, nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh đã tạm giam đối với Đào Hồng Đức, sinh năm 1966, giám đốc, Nguyễn Vũ Hà, sinh năm 1978, trưởng phòng và Nguyễn Quốc Công, sinh năm 1988, đăng kiểm viên, Trung tâm đăng kiểm tàu cá, Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Qua điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định ông Trần Văn Cường, thời điểm này là giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, là người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhưng thiếu trách nhiệm để cán bộ gây hậu quả nghiêm trọng nên tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trên. Dù đã không còn giữ chức giám đốc sở nhưng nếu trong quá trình công tác phát hiện sai phạm, bất kể người đó là ai, làm nhiệm vụ gì cũng sẽ đều bị điều tra truy tố theo đúng quy định của pháp luật.